Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và hôm nay thì em lại cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin về một chiếc xe gầm cao 7 chỗ cực kỳ đẹp, xe lắp ráp trong nước anh chị nhé. Đó là chiếc xe Honda CR-V phiên bản L. À xin lỗi anh chị và bạn, đây là bản G, sản xuất là 2020. Và chiếc xe này thì là lăn bánh với quãng đường đã là 11.000 km. Mọi chi tiết về sơn xi cũng như là phần nội thất của chiếc xe còn rất mới ạ. Chủ xe đi rất ít và giữ gìn. Chiếc xe hiện đang có mặt tại Auto 183, địa chỉ là số 16 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm có thể qua trực tiếp showroom để xem xe và cảm nhận chất lượng chiếc xe bán ra tại showroom nhé. Và sau đây em sẽ đi vào một vòng chi tiết để chị bạn cùng tham quan về chiếc xe này. Xe thì đăng ký tên công ty biển Hà Nội. Và chiếc xe này có thể là xuất hóa đơn là 650 triệu đăng ký về công ty cho anh chị nào các bạn nào đang cần. Đấy, mọi chi tiết của chiếc xe còn nguyên zin nguyên bản. Cam kết với anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, có hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Xe thì với phiên bản này thì nó chưa được trang bị cốp điện. Nó là bản giữa. Đấy, sau đây em sẽ quay kỹ chi tiết các phần đinh ốc cũng như là keo chỉ để anh chị bạn cùng tham quan qua về chiếc xe này. Đấy, mọi chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp ạ. Cũng đèn hậu thì cũng có đã được trang bị là đèn LED rồi. Đây là không gian khi gặp hàng ghế thứ ba lại anh chị nhé. Đấy, mọi chi tiết rất là được chủ xe rất là giữ gìn, đã trang bị thêm một lớp thảm trải sàn để cho chiếc xe nó trở nên sạch hơn. Với chiếc xe này thì chủ xe đã lắp thêm rất nhiều đồ chơi như dàn kính màu, rồi về che mưa, rồi là những cái chi tiết ốp chống xước. Ngoài ra thì chủ xe cũng đã lắp thêm cam hành trình trước sau rồi. Đây em sẽ mời anh chị bạn cùng tham quan về phần cánh cửa này, các chi tiết phần cánh cửa bọc da, rồi một số chi tiết ốp gỗ, giả gỗ xong mà. Và một phần nhựa bóng. Đấy, mọi chi tiết ghế da anh chị có thể thấy. Hàng ghế thứ ba thì có trang bị chỗ ngồi cho 3 người ngồi rộng rãi và thoải mái. Đấy, hàng ghế thứ hai đấy ạ. Và có trang bị 3 cái tựa đầu. Cũng như là bệ tì tay. Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai có kết các tính năng như là mình có thể có cổng USB, rồi là có thêm cả tẩu sạc. Đấy, đầy đủ các tính năng tiện ích để cho người sử dụng. Đấy, quay qua một phòng chi tiết như bạn thấy. Với phiên bản G này thì nó chưa có trang bị cửa sổ trời. Thực ra cái cửa sổ trời thì rất nhiều người yêu thích, nhưng mà cũng ở trong thành phố mà đi mở cửa sổ trời thì gần như là không mấy khi dùng tới, nên em nghĩ cũng không cần đến lắm. Đấy, đây là chi tiết các chức tính năng như là cảnh báo vượt, cảnh báo lực làn trên gương, rồi là chống trơn trượt. Các chi tiết vô lăng anh chị bạn thấy nguyên sần nhá. Đấy, mọi chi tiết phím bấm còn rất là mới. Tăng chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay, cruise control, gẩy số vô lăng, gạt mưa auto, rồi đèn auto, màn hình giải trí, điều hòa tự động, đầy đủ các tính năng, cũng như là phanh tay điện tử, back hold. Đấy, chị bạn cùng em quan sát kỹ một chút nhé, em quay kỹ để chị bạn thấy các chi tiết bề mặt cái da, rồi là các phần ốp còn rất mới, mở ra xe vẫn còn thơm mùi ghế mới. Đây là cái phần các chi tiết đinh ốc này, ốc bản lề, ốc cánh cửa này. Mọi dấu sơn KCS còn nguyên bản. Đây là năm sản xuất của chiếc xe anh chị ạ. Anh chị và các bạn nhìn vào đó sẽ biết được năm sản xuất của chiếc xe. Xe thì có trang bị ghế chỉnh điện, đầy đủ các tính năng option. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham quan về bộ máy 1.5 turbo. Đây, nó cũng tiêu hao nhiên liệu cũng cực kỳ ít. Em để ngoài này đem ra lá nó rụng xuống, nó trông nó hơi ấy thôi. Đây là các chi tiết anh chị này, phần nắp cabo này. Đấy, mọi dập lỗ, dập các chi tiết ốc ác đều còn nguyên dấu sơn. Đấy, chị bạn thấy rất đẹp ạ. Để biết rõ về thế chia xe này thì anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng là Auto 183, địa chỉ là số 16 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Và chiếc xe hiện đang giao bán với mức giá là 970 triệu. Còn thương lượng và hỗ trợ giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm tới kênh Mua Bán Xe Cũ, và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của Mua Bán Xe Cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like bài viết. Xin chào và hẹn gặp lại.